Trong chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi nhà đất ngày hôm nay, luật sư Huỳnh Văn Nông, giám đốc công ty luật SH Law, ông sẽ đưa ra một số giải đáp về mặt pháp lý cần chú ý về các giai đoạn góp tiền mua nhà, đặc biệt là căn hộ. Khi mua nhà là căn hộ của chủ đầu tư thì có rất là nhiều cái vấn đề pháp lý mà người mua căn hộ cần phải chú ý. Cái điểm chú ý thứ nhất là cái giấy phép xây dựng của cái khu cao ốc đó mà có được phép hay chưa. Cái thứ hai là cái việc mà chủ đầu tư bán căn hộ thì cái thời điểm bán là có phù hợp với quy định pháp luật hay chưa. Ở đây pháp luật quy định rất là rõ ràng là chủ đầu tư chỉ khi xây dựng xong cái nền móng thì mới bắt đầu là bán nhà ở hình thành trong tương lai cho các cái người dân có nhu cầu. Thì khi mà thực hiện mua cái nhà ở thì cũng cần chú ý đọc rất kỹ cái hợp đồng, xem là cái phần diện tích chung như thế nào, phần diện tích riêng như thế nào, nên đối chiếu với là luật nhà ở cũng như luật kinh doanh bất động sản. Thì hiện nay thì có một cái xu hướng rằng là chủ đầu tư ghi trên cái hợp đồng là một cái diện tích bán cho người dân là diện tích riêng là lớn hơn cái diện tích mà theo quy định pháp luật là cái phần đó không phải là diện tích chung. Chẳng hạn như là tường bao cái khu tòa nhà, rồi diện tích cột, rồi các cái diện tích khác mà luật nhà ở quy định đây phải là diện tích chung chứ không có bán riêng cho các người dân có nhu cầu. Do vậy thì tôi khuyến cáo những người mà khi mà đi mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với các cái chung cư thì nên đọc rất kỹ cái hợp đồng, thì trong một cái chừng mực nào đó nếu mà không có rõ thì nên có một cái ý kiến tư vấn của luật sư chuyên về cái vấn đề này. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi về nhà đất. Mọi thắc mắc cần giải đáp về các vấn đề liên quan đến nhà đất, quý vị vui lòng gửi vào hộp thư bản tin địa ốc fbnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến các luật sư chuyên ngành để giải đáp trong các bản tin địa ốc phát sóng hàng tuần. Quý vị cũng có thể xem lại các giải đáp thắc mắc của luật sư tại mục những câu hỏi liên quan đến nhà đất trên youtube.com/fbncvietnam.